Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng ngàn căn nhà sập xệ, cũ nát, tạm bợ, không đảm bảo điều kiện an sinh, nằm ven các kênh rạch. Không chỉ gây ảnh hưởng môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, những khu vực này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sạt lở. Dù luôn mong muốn một chỗ an cư, nhưng đa số người dân sống trên và ven kênh rạch hiện nay là lao động có thu nhập thấp, gặp khó khăn trong bảo đảm sinh kế, hầu như là trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước để tạo lập chỗ ở mới. Trong khi chương trình di dời nhà ven và trên kênh rạch của thành phố còn đang gặp nhiều vướng mắc. Những căn nhà nằm siêu dẹo, dắt mình trên những chiếc cọc chống yếu ớt nổi trên mặt nước đen ngòm, đền bền rác thải, vừa ô nhiễm môi trường, vừa mất an toàn, nguy cơ cháy nổ, đặc biệt nguy cơ sạt lở luôn rình rập, nhất là trong mùa mưa bão. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng ngàn căn nhà sập xệ, tạm bợ như thế, nằm ven các kênh rạch thuộc địa bàn quận 4, quận 7, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè. Trước tình trạng này, vào tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chốt 5 dự án giải tỏa nhà ven kênh rạch với 5.800 căn nhà để cải tạo rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đồi, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng, kênh Trẻ. Dù vậy, một số dự án còn đang gặp khó khăn liên quan đến chính sách đền bù. Cũng sợ sập sàn đồ á, nhiều khi giải tỏa không có biết có tiền mua được cái nhà nổi không, hay là mua một miếng đất ở dưới quê đặng sinh sống vợ chồng con cháu đồ. Kế hoạch di dời nhà ven và trên kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh được đặt ra từ 20 năm qua. Song, việc thực hiện vẫn còn ì ạch do hệ thống kênh rạch chằng chịt, số nhà ở ven kênh rạch lớn, trải rộng ở nhiều địa bàn, nên công tác di dời chỉnh trang gặp nhiều vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn về nguồn lực. Dù khó, nhưng đây là việc thành phố Hồ Chí Minh phải làm ngay để trở thành một đô thị sạch sẽ, hiện đại, khang trang.